đoạn clip đánh dấu cảnh trộm quà trong khu chợ Trường hàng tại phố Lê Xoay, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Người thiếu phụ vào gói mua một cây quà mặt án chống nắng kín mít, đội mũ bảo hiểm. Khi chủ tiệm lần lượt lấy ra bốn mẫu dây chuyền quà, người này nhanh lẹ giấu một sợi dây vào tay rồi nhanh lẹ tẩu thoát. Trong khoảng hơn 10 phút, người thiếu phụ bí mật đã lấy đi sợi dây chuyền 17 chỉ quà, trị giá gần 70 triệu đồng. cận cảnh người thiếu phụ bí mật và khoảnh khắc của 17 chỉ quà. Công an thành phố Vĩnh Yên đã xác nhận có vụ trộm trên và đang tiến hành điều tra. Trong khi đó, đoạn clip kiến dân mạng xôn xao bàn tán. Nhiều người cho rằng chủ tiệm có phần bất cẩn khi không kiểm soát đủ số lượng dây chuyền khi lấy ra và thu về. Số khác cho đây là bài học cho các tiệm quà cách vào khu chợ mà mặc trang phục kín mít thì cũng nên có lời nhắc người đàng hoàng sẽ hiểu và hợp tác còn kẻ gian sẽ sớm rút lui tài khoản nguyên Quyên Bình